Ý nghĩa ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Ngày rằm tháng 2 vào năm 544 trước công nguyên, Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Ngay lúc ấy, mặt đất rung động mạnh, trời, người, muôn vật đều khủng khiếp kinh hoàng. Chư thiên trời đao lợi ở giữa hư không giải hoa như tuyết rơi để cúng dường Đức Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn. Từ khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề cho đến ngày nhập diệt, trải qua một thời gian 49 năm, Đức Phật đã đi khắp xứ Ấn Độ rộng lớn và bao la, hết nước này đến nước khác. Hễ chỗ nào có chân Ngài là ánh đạo vàng bừng tỏa huy hoàng. Ở đâu có ánh đạo vàng đến thì tà giáo và ngoại giáo lui xa dần, tan biến như những làn mây, như những bóng tối tan biến trước bình minh đang lên. Giọng thuyết pháp của Ngài có cái oai lực như tiếng sư tử rống, làm cho cầm thú phải khiếp phục, như tiếng hải triều lên lấn át tất cả bao nhiêu tiếng tỉ tê của côn trùng chim chóc. Tin Đức Phật sắp vào Niết Bàn lan ra như một tiếng sét. Các đệ tử Ngài đi truyền giáo ở các nơi xa lục tục trở về để cùng đứng giác ngộ chia ly lần cuối cùng. Sau khi dặn dò cặn kẽ xong, Ngài nhập định rồi vào Niết Bàn. Lúc bấy giờ là rằm tháng 2 âm lịch. Rừng cây tuôn hoa xuống phủ lên thân Ngài, trời đất u ám, cây cỏ héo úa, chim chóc im bặt tiếng hót, vạn vật như chìm lặng trong những giây phút nặng nề của sự chia ly. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng gương sáng của đời Ngài vẫn chiếu sáng rực trước mắt chúng ta. Suốt 49 năm hoằng pháp, không một lúc nào Ngài sao lãng mục đích tối thượng là hóa độ chúng sinh đang trầm luân trong bể khổ. Khi còn tại gia, Ngài là một người có địa vị, có diễm phúc cao nhất. Thế mà Ngài vẫn không màng tưởng đến. Khi vào trong đạo, Ngài là người có địa vị cao chót vót của đạo. Thế mà Ngài vẫn không chịu ở yên trong vị trí ấy, lại vất vả rong ruổi trên nẻo đường bụi bặm gai góc để đưa dắt chúng sinh lên con đường hạnh phúc, an vui và giải thoát hoàn toàn. Lòng thương của Đức Phật thật là vô lượng, ân đức của Phật thật là vô biên. Ý nghĩa của ngày Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật đã nhập Niết Bàn gần 26 thế kỷ, nhưng dấu tích của Ngài vẫn còn in đậm trong tâm tư của tất cả những người con của Phật nói riêng và toàn thể nhân loại trên thế giới nói chung. Bởi lẽ lợi ích mà Ngài đã mang lại cho chúng sinh là quá lớn lao và vĩ đại. Có thể nói rằng sự hòa bình của thế giới có được không thể thiếu sự đóng góp của đạo Phật, sự hạnh phúc và lạc quan an lạc của muôn loài trên vũ trụ không thể thiếu được. Nếu không có giáo pháp của Ngài, mỗi năm đến ngày rằm tháng 2 thì Phật tử ở khắp các nơi trên thế giới lại thành tâm làm lễ kỷ niệm ngày nhập diệt của Đức Từ Phụ. Việc cử hành lễ nhằm nhắc lại tán thán công đức cũng như hạnh nguyện tu hành của Phật,
Điều này giúp cho chúng ta noi theo gương sáng của Ngài, thực hiện lời phó chúc và nhận thức sâu sắc hơn các vấn đề. Ngày lễ kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn nhằm tán thán công đức cao vời của đấng giác ngộ, khuyến khích những người con của Phật hãy học tập và theo gương sáng của Ngài, thực hiện những lời phó chúc của Ngài để tự độ và tự tha. Đức Phật tuy đã nhập diệt cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng giáo pháp và tăng đoàn của Ngài vẫn còn đó. Nếu ai đi theo con đường của Ngài đã dạy, tinh tấn tu học theo đúng chánh pháp của Phật thì cũng có thể thấy được Phật. Thank you.